Alo, chào mừng anh em trở lại với kênh Cờ Bóng Hải Minh và cũng như là kênh bình luận viên Hoàng Hải. Như vậy là Euro 2024 đã chính thức bước sang vòng loại trực tiếp vòng 16 đội nha anh em. Và ngày hôm qua chúng ta đã có hai cặp đấu vô cùng hấp dẫn giữa Thụy Sĩ và Italia cũng như đội chủ nhà Đức và đội tuyển Đan Mạch nha. Đó, ngày hôm qua thì mình cũng đã đề xuất cho anh em hai mã kèo ở trong trận đấu của Thụy Sĩ và Italia thôi. Dạo này thì mình chỉ đề xuất cho anh em những cái mã kèo chính thôi, không đánh lan man, không đánh góc thẻ nha anh em. Đó, và cái hiệu quả mang về thì cũng cực kỳ là rực rỡ nha. Ngày hôm qua trong trận Ý thì mình chỉ đầu tư hai mã Thụy Sĩ cộng 0.25 và cũng như là một mã kèo xỉu 2.25 ở đầu trận thôi nha. Đó, lót hai cái vị 1.100. Đó thì với cái tỷ số là 2.0 nghiêng về cho đội tuyển Thụy Sĩ thì chúng ta clear luôn cả hai cái mã kèo ở đầu trận này, Thụy Sĩ cộng 0.25 và cũng như là một mã kèo xỉu 2.25 thì ăn nửa tiền. Tuy nhiên thì khi mà có bàn thắng mình cũng cho anh em nhồi thêm một cái nhịp xỉu 2.5 luôn nha anh em. Đó, nhồi luôn cái nhịp xỉu 2.5 luôn cho nó máu nha. Đó, để ăn đủ luôn cả cái mã kèo này. Đó, cả mã kèo xỉu ở trong trận đấu giữa Ý và Thụy Sĩ nha. Và ngày hôm qua thì bú full cả ba cái mã kèo ở trong trận đấu của đội tuyển Ý và Thụy Sĩ. Đó, chúng ta chỉ rớt lại cái vị thôi anh em, mình lót 0.011 nó về 2.0 khá là tiếc nha. Đó, tuy nhiên thì cũng không cần phải tiếc nuối nhiều khi ở trong cái trận đấu của đội tuyển Đức và Đan Mạch. Đó thì mình đã bú thành công cái vị 2.0 nha anh em. Đó, vị 1.020. Và ở trong trận đấu này thì mình đề xuất cho anh em tổng cộng là 3 mã kèo Đức trừ 0.25 trong hiệp 1 thì chúng ta thua nửa tiền khi mà ở trong hiệp 1 của trận đấu không có bất kỳ bàn thắng nào. Đó, Đức trừ 0.5 cả trận thì chúng ta ăn đủ cả cái mã kèo này nha anh em, với tỷ số là 2.0 nghiêng về cho đội chủ nhà Đức và cũng như là bú luôn cái mã kèo xỉu 2.75. Đó, mã kèo xỉu 2.75 thì nói chung là ở trong trận đấu này thì sang hiệp 2 mới có bàn thắng nên là không có mình cũng không có nhồi gì thêm. Đó, không có nhồi gì thêm dành cho anh em. Đó, chúng ta tiếp tục bú được cái vị 2.0 nha anh em. Đó, bú full bú được hai mã kèo thua một thua nửa mã ở hiệp 1. Đó, và cũng như là bú luôn cái vị 2.0 nha anh em, bú luôn cái vị 2.0. Đó, một cái ngày đầu tư cũng tương đối là rực rỡ dành cho tất cả những anh em trong nhóm nha. Đó, nếu như mà anh em nào mà chưa biết cách đọc odds đó, thì hôm trước mình có lên cho anh em cái video đó, hướng dẫn phân tích và cũng như là soi kèo như thế nào, bet kèo như thế nào cho hiệu quả, thì anh em có thể xem lại video trước của mình nha. Thì mình cũng đã lên cho anh em đó cái trận đấu của Đức, đó của Đức và Đan Mạch, đó làm một cái ví dụ dành cho anh em luôn. Và ngày hôm đó thì ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã bú được cái vị 2.0 nha. Anh em có thể xem lại video trước của mình. Nữa còn hai cái video mình lên cho anh em nhận định thì cũng tương tự như những mã kèo mình lên thôi, chỉ có quay xe ở một mã kèo tài 2 của đội tuyển Đức và Đan Mạch nha anh em. Đó, thì nói chung là khi mà đến sát giờ cái tỷ lệ nó thay đổi thì mình có một cái hướng là quay xe cho anh em đầu tư mã kèo xỉu nha. Đó, và nếu như mà đầu tư kèo tài thì anh em cũng chỉ hòa tiền thôi. Đó, và nếu như mà anh em đầu tư kèo xỉu, đó đầu tư kèo xỉu 2.75 thì anh em bú đủ. Đó, nên là một cái hướng quay xe của mình nha. Đó, và đây cũng là cái lợi thế khi mà anh em tham gia vào nhóm của mình. Đó, những cái video đề xuất thì mình lên trước tầm khoảng 1 đến 2 ngày nên là nó không phải là cái mã kèo chốt cuối cùng nha anh em. Đó, mình phải đợi có đội hình ra sân cũng như là tỷ lệ kèo nó như thế nào. Đó, thì mới chốt kèo chính xác cho anh em được nha. Đó, trận đấu của đội tuyển Ý thì ngày hôm qua nếu như mà anh em đánh theo thì thắng được một mã, hòa một mã. Đó, nhưng mà mình cũng khuyên anh em nếu như mà nổ sớm thì anh em có thể nhồi thêm một nhịp. Nếu như mà anh em có nhồi thì anh em vẫn bú được ở trong trận cầu của Thụy Sĩ và Italia nha. Đó, còn về cách đọc, cách bet kèo như thế nào, đó cách soi kèo như thế nào hiệu quả thì anh em có thể xem lại cái video trước của mình nha. Đó, hướng dẫn bet kèo hiệu quả mọi soi kèo, mẹo soi kèo bóng đá. Đó, thì anh em có thể xem lại video trước của mình. Còn anh em nào mà chưa có nhóm để theo, chưa có kèo để chơi có thể liên hệ với mình qua Telegram cộng bình luận viên Hoàng Hải hoặc là vào nhóm chung, nhóm công khai mình có ghi ở phần giới thiệu kênh nha anh em. Đó, đêm nay thì chúng ta cũng sẽ có hai cái trận đấu của vòng loại trực tiếp thôi, trận đấu của đội tuyển Anh Slovakia và cũng như là trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha và Georgia nha anh em. Đó, hai trận đấu này thì khá là sát giờ, khá là sát giờ rồi. Đêm nay là nó đá rồi nên là mình cũng không có lên kịp video dành cho anh em. Đó, đêm nay thì cũng chỉ lên kèo cho những anh em trong nhóm thôi. Anh em nào mà chưa có nhóm, chưa có kèo để đánh trong cái dịp Euro này thì cứ liên hệ với mình nha. Ở video này thì mình sẽ lên cho anh em trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Slovenia sẽ được diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 2 tháng 7 2024. Thì chúng ta sẽ nhìn một chút về cái giai đoạn vòng bảng của cả hai đội tuyển. Bên phía Bồ Đào Nha họ thi đấu ở bảng bảng F nha anh em, họ cùng với ba đội tuyển khác là Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia cũng như Cộng hòa Séc, họ đi tiếp với vị trí đầu bảng của mình có được 6 điểm, 2 trận hòa, 2 chiến thắng và 1 trận thua. Đó, ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn nha anh em. Còn về bên phía các thủ Slovenia thì họ đứng ở vị trí thứ 3 bảng C. Đó, cùng với những đội tuyển như là đội tuyển Anh, Đan Mạch và cũng như là Serbia.
họ đứng ở vị trí thứ ba có được 3 điểm, 3 trận hòa luôn nha anh em. Đó, cả 3 trận thi đấu ở vòng bảng của Slovenia đều có tỷ số hòa. Đó, và họ ghi được 2 bàn thắng và để thủng lưới 2 bàn. Đó, còn về cái thành tích đối đầu của cả hai đội tuyển thì mới đây thôi thì cả hai cũng đã có cuộc đụng độ ở trong một lượt trận giao hữu nha anh em. Đó, và trong trận này thật bất ngờ khi mà Slovenia mới là đội bóng giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước cao thủ Bồ Đào Nha. Đó, còn về cái phong độ gần đây thì ở trong 10 trận đấu gần đây nhất, các cầu thủ Bồ Đào Nha có được cho mình 7 chiến thắng. Đó, và 3 trận thua nha anh em. Đó, họ để thua Slovenia nè. Đó, họ thua các thủ Rote 2 trận đấu giao hữu và cũng như là thua Georgia. Đó, ở trong trận mới cuối cùng ở vòng vòng bảng nha anh em. Trước đó thì họ cũng đã có cho mình chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Czech và chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Đó, tuy nhiên thì với cái việc là chắc suất đi tiếp ở vị trí đầu bảng thì các cầu thủ Bồ Đào Nha đã bán kèo ở trong trận đấu trước Georgia nha, và cũng giúp đội tuyển lần là có lần đầu tiên tham dự Euro đi tiếp vào vòng loại trực tiếp luôn nha anh em. Đó, tỷ lệ thắng kèo handicap của bên phía các thủ Bồ Nha cũng chỉ ở dưới mức trung bình tầm khoảng 40% và tỷ lệ về tài cũng chỉ là 50-50 thôi nha anh em. Đó, 50-50. Đó, còn về bên phía các thủ Slovenia thì ở trong 10 trận đấu gần đây nhất thì họ mới chỉ để thua duy nhất một trận trước các thủ Đan Mạch thôi anh em ở trong vòng loại Euro. Còn lại thì họ có được 4 chiến thắng và 5 trận hòa. Đó, 5 trận hòa mà có đến 4 trận đấu liên tiếp của các thủ Slovenia đều có tỷ số hòa rồi nha anh em. Đó, và cũng là 4 trận đấu liên tiếp không có được từ 3 bàn đổ lên, tức là có ít hơn 3 bàn nha anh em. Đó, và cái giai đoạn vòng bảng toàn hòa thôi anh em. Toàn là hòa. Hòa 1-1, 0-0. Đó, và toàn về xỉu thôi. Đó, còn lại thì họ trước đó họ cũng có được cho mình những chiến thắng trước Armenia với tỷ số 2-1 nè, thắng 2-0 Bồ nha. Đó, thắng đội tuyển Mỹ với tỷ số là 1-0 và cũng như là 2-0 trước Kazakhstan. Đó, thì nói chung là cái phong độ của các cầu thủ Slovenia thì thật sự cũng không thể coi thường nha anh em. Đó, khi mà đội tuyển Anh thì ở trong trận cuối cùng họ cũng phải tương đối chật vật mới có được cho mình một cái tỷ số hòa trước các cầu thủ Slovenia nha. Ở nên đây sẽ là một đối thủ mà các cầu thủ Bồ Đào Nha không thể xem thường nha. Đó, còn về cái đội hình thì bên phía các cầu thủ Slovenia sẽ thiếu vắng đi trường hợp của Erik Janja nha anh em. Đó, khi mà anh đã đủ số thẻ vàng rồi. Còn về bên phía các thủ Bồ Đào Nha thì dường như họ cũng sẽ có được cho mình đầy đủ đội hình. Đó, và cũng như là chào đón sự trở lại của Rafael Leao ở trong cái trận đấu vừa rồi. Đó, mình nghĩ là Rafael Leao cũng tẩy thẻ thôi anh em. Tẩy thẻ thôi, khi mà trong trận cuối cùng vòng bảng thì cũng không còn nhiều động lực thi đấu, nên là huấn luyện viên Roberto Martinez cũng cho Rafael Leao tẩy thẻ thôi. Đó, để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tiếp theo. Đó, và đá trên hàng công của bên phía Bồ Đào Nha vẫn sẽ là anh Bảy và cũng như Bernardo Silva nha anh em. Hàng tiền vệ chúng ta sẽ có João Felix, Vitinha và cũng như Bruno. Đó, bộ đôi trung vệ sẽ là Bebe và Ruben Dias. Ở trong chỗ vừa rồi thì Bebe cũng chỉ ngồi trên ghế dự bị thôi nha anh em. Đó, và dưỡng sức cho cái vòng 16 đội này. Hai hậu vệ biên sẽ là Nuno Mendes và cũng như là João Cancelo. Đương nhiên là các thủ Bồ Đào Nha sẽ là đội tuyển được đánh giá cao hơn ở trong cái trận đấu này. Hiện tại đang có một mức chấp tương đối cao, mình cảm nhận là tương đối cao nha anh em, 1.25 và 1.5. Đó, kèo một hòa thì ăn khá là thấp thôi, 0.62. Đó, tuy nhiên thì mình vẫn nghĩ là Bồ Đào Nha sẽ có được cho mình cái chiến thắng ở trong cái trận đấu lần này và đi tiếp vào vòng loại trực tiếp thôi. Đó, tuy nhiên thì thắng với cách biệt bao nhiêu thì mới là điều quan trọng nha anh em, và mình đang nghĩ là các cầu thủ Bồ Đào Nha chỉ có thể thắng với cách biệt một bàn thôi, và các tỷ lệ odds hiện tại thì cũng đang nghiêng về cái tỷ số 1-0 ở 1-0 đó, hoặc là 2-0 thôi, hoặc là 2-0 dành cho bên phía các cầu thủ Bồ Đào Nha thôi anh em. Đó, tuy nhiên thì cái tỷ lệ handicap này chắc là mình sẽ chốt sau cho anh em đó, khi mà để xem coi nó có lên xuống như thế nào nha. Đó, còn ở video này thì mình sẽ chỉ chốt cho anh em duy nhất một mã kèo xỉu 2.5 thôi. Đó, khi mà các tỷ lệ odds hiện tại đang hướng về cái tỷ số 1-0-2-0 ở 1-0-2-0 khá là nhiều. Đó, và cũng như là nếu như mà anh em nổ sớm thì anh em có thể nhồi thêm một nhịp nữa thôi. Đó, nhồi thêm một nhịp 3 hòa 3.5 gì đó, hoặc là 3-2-5. Đó là tùy anh em. Đó, còn về kèo handicap thì chắc là mình sẽ chốt sau. Đó, khi mà đã có đội hình chính thức và cũng như là tỷ lệ kèo ổn định thì mình sẽ chốt cho anh em ở trên nhóm 30 phút trước giờ bóng lăn nha. Đó, nên là anh em nào mà chưa có nhóm để theo, chưa có kèo để chơi, có thể liên hệ với mình qua Telegram mà cộng bình luận viên Hoàng Hải, hoặc là vào nhóm chung nhóm công khai mà có ghi ở phần giới thiệu kênh nha anh em. Đó, còn khi mà vào nhóm thì anh em sẽ có được đầy đủ những mã kèo bitmap nhất. Đó, những mã kèo bitmap nhất, những mã kèo mình kết nhất dành cho anh em không đánh lan man. Đó, khoảng thời gian vừa qua thì mình hơi tự tin về các mã kèo gốc và thẻ. Đó, ăn gốc và thẻ khá nhiều. Đó, tuy nhiên thì vẫn có những trận đấu mình thua gốc và thẻ khá là nặng, nên là mình bỏ qua.
đó, mình chỉ đánh những cái mã kèo chính, kèo handicap và kèo tài xỉu thôi. Đó, thì khi mà vào nhóm thì đương nhiên những cái mã kèo mình chắc lọc rồi thì cái tỷ lệ thắng nó sẽ cực kỳ cao nha anh em. Rồi thì mình cũng xin cảm ơn anh em đã xem hết video và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.